Hắn là gã lừa đảo bá đạo nhất lịch sử nước Mỹ. Chưa đầy 19 tuổi, hắn đã lừa được 4 triệu đô la. Hắn từng giả làm phi công, bay miễn phí quãng đường hơn 3 triệu km qua 26 quốc gia. Từng giả danh bác sĩ khoa nhi, thậm chí còn lên chức trưởng khoa. Từng giả danh luật sư, làm trợ lý của chánh án đứng đầu một bang. Còn tôi, 19 tuổi tôi làm được gì? Tôi giả mạo người khác đi ăn trộm đồ ăn, cuối cùng bị tóm. Câu chuyện truyền kỳ về tên lừa đảo này đã được cải biên thành một bộ phim điện ảnh kinh điển Catch Me If You Can. Nhân vật chính là Frank, một đứa con trai 16 tuổi, tinh quái đẹp trai, lúc này cậu chưa phải là một kẻ lừa đảo. Nếu bạn thắc mắc làm sao cậu ta lại trở thành một gã bịp bợm đẳng cấp, thì rất đơn giản, cậu ta bị cuộc sống lừa dối trước. Bố của Frank là một danh nhân tài giỏi, được mọi người kính trọng, bố mẹ cậu rất yêu nhau, tình cảm mặn nồng. Vốn Frank rất hạnh phúc, cho đến một ngày cậu nhận ra cậu đã bị lừa. Bố cậu ta không phải thần, bố cậu ta làm ăn thất bại, sắp phá sản, đến xe cũng bị ngân hàng lấy đi. Từ biệt thự to chuyển đến nhà trọ nhỏ, nhưng họ lại cho rằng toàn bộ chuyện này là do chính phủ Mỹ bất công. Không lâu sau, cậu phát hiện mình lại bị lừa. Thật ra mẹ cậu không yêu bố cậu, lại còn lén ngoại tình với bạn của bố cậu. Frank buộc phải chuyển trường học. Cậu mặc bộ đồng phục vest của trường, ai ngờ mới vào đã bị tên đại ca trong trường bắt nạt. Cậu vào lớp học, tên đại ca kia nói trông cậu rất giống giáo viên dạy thay. Trong đầu Frank nảy ra một ý nghĩ thiên tài. Một là không làm, hai là làm đến cùng. Cậu bước lên bục giảng, viết tên mình: tôi chính là giáo viên dạy thay của các em. Cậu nhóc kia mặt đần ra, những học sinh khác vẫn không tin. Frank hét to một tiếng: take your seats! Nhìn không khác gì một thầy giáo, mọi người cuối cùng cũng tin. Frank còn kéo tên nhóc đại ca kia đứng lên, bắt đọc bài. Lúc này giáo viên dạy thay thực đến, một cô giáo già yếu đuối. Frank nói bừa mấy câu đã lừa được cô ấy bỏ đi. Sau đó tất nhiên mọi chuyện bại lộ, nhưng đã là chuyện của một tuần sau đó. Cậu ta đã giả làm giáo viên được suốt một tuần, còn mở một cuộc họp phụ huynh. Hiệu trưởng nói chuyện này với bố mẹ cậu. Ở bên ngoài phòng hiệu trưởng, Frank một lần nữa cho thấy khả năng quan sát cực đỉnh của mình. Chỉ nhìn qua đơn xin phép của một bạn nữ, cậu ta đã biết nó là giả vì không có nếp gấp. Không lâu sau, cuộc đời lại lừa cậu một lần nữa. Bố mẹ cậu sắp ly hôn, họ còn bắt cậu lựa chọn xem muốn ở với ai. Sự lạnh lùng này khiến cậu gục ngã. Frank lao ra khỏi nhà, bắt đầu hành trình bỏ nhà đi. Lúc này cậu 17 tuổi. Không có tiền, phải làm sao đây? Frank bắt đầu giả làm sếp. Ban đầu kỹ thuật còn rất đơn giản, cạo sạch số trên tấm sếp đi, dùng bút mực sửa thành số khác, sau đó dán một cái tên giả lên. Nhưng chẳng ai tin loại sếp này cả. Giả làm người thành đạt không được, giả vờ đáng thương cũng không được, giả bệnh cũng bị vạch trần. Lúc này cậu nhìn thấy một phi công. Thời bấy giờ phi công rất được hoan nghênh, người đẹp lúc nào cũng vây quanh, có cả trẻ con đến xin chữ ký, nên Frank đã bắt đầu một kế hoạch mới. Đầu tiên giả làm phóng viên đi phỏng vấn lãnh đạo công ty hàng không, lấy được rất nhiều thông tin quan trọng. Làm giả được một tấm thẻ phi công, là giả danh phi công gọi điện đến công ty hàng không, hỏi vị trí của xưởng sản xuất đồng phục, yêu cầu họ làm cho cậu một bộ đồng phục. Từ đó Frank trở thành phi công, đi trên đường cũng được mọi người ngưỡng mộ. Mượn thân phận này, dù cậu dùng sếp giả ở ngân hàng cũng không ai nghi ngờ, mà kỹ thuật làm sếp giả của cậu ngày càng cao. Mua mô hình máy bay, lấy biểu tượng của công ty hàng không trên thân máy bay, dán lên tấm sếp lương giả, cuối cùng gửi lấy được một tài khoản kết xù. Cậu bắt đầu mua máy bay mô hình số lượng lớn, làm giả sếp số lượng lớn. Không lâu sau, cậu nâng cấp tay nghề lừa đảo của mình. Cậu giả danh phi công, lên được máy bay, lại còn câu được một tiếp viên hàng không. Mọi chuyện thuận lợi vô cùng, nhưng cậu thấy vẫn chưa đủ. Điều gì đã khiến một cậu thanh niên 17 tuổi trở thành tên lừa đảo lừng danh nước Mỹ? Tôi nghĩ là nhờ sự tự tin và khả năng quan sát hơn người. Nhìn Frank mà xem, mắt cậu nhìn vào một nhân viên thu ngân của ngân hàng, sau đó đã chọn được một em gái thu ngân trông có vẻ không đành sự đời. Cậu ta bắt đầu tán tỉnh cô. Cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. Được rồi, bề ngoài rất quan trọng. Không lâu sau, cô gái dẫn Frank đi tham quan bên trong ngân hàng, thậm chí còn cho cậu ta xem máy insect của ngân hàng. Nhờ vào những điều này, cậu lại đi mua được máy nhận biết mật từ tính của một ngân hàng đã phá sản. Những tấm sếp cậu giả làm ngày càng thật hơn, số tiền lừa được ngày càng nhiều, nhanh chóng thu hút sự chú ý của FBI. Đối thủ của Frank là một nhân viên FBI, Kha. Người này rất thú vị, làm việc rất nghiêm túc nhưng chưa va vấp nhiều, phải nhanh chóng bắt hắn lại. Hôm đó, anh ta đuổi đến được nhà Frank, lấy sẵn súng, hít thở sâu. FBI! Đúng là phòng của Frank, nhưng người ở đâu? Trong nhà vệ sinh có người. FBI! Cậu ta đã ra ngoài, đúng là Frank. Nhưng cậu vô cùng thong dong, giới thiệu cho Ca về căn phòng của mình. Còn Ca lại rất căng thẳng, liên tục hét lớn. Lúc này, Frank chậm rãi nói, tôi cũng đến đây để bắt anh ta. Anh nghĩ mình anh đi bắt anh ta à? Tôi bắt được rồi. Ca bán tín bán nghi, muốn xem thẻ cảnh sát của Frank. Frank liền đưa cả ví cho Ca xem. Cái ví này rất khó mở, Ca còn chưa xem được. Frank đã gọi Ca nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Dưới lầu đúng lúc đó có hai người. Frank nói đây chính là người chúng tôi mới bắt. Lúc này Ca đã tin Frank và cất súng đi. Còn Frank lại đòi xem thẻ của Ca. Ca đã đưa cho cậu xem. Xem xong cậu cầm đồ và bỏ đi. Ca thở hắt một hơi, ngồi xuống giường. Đột nhiên hắn thấy có gì đó không đúng. Hắn mở ví tiền ra xem, bên trong toàn giấy bìa quảng cáo. Lúc đó hắn mới biết hắn vừa thả tên lừa đảo lợi hại nhất nước Mỹ đi.
Thoát được một lần, Frank càng cảm thấy mình giỏi hơn. Thậm chí cậu còn giả mạo thành 007, sống với thân phận một gián điệp cao cấp, đẹp trai lại có tiền, vận đào hoa không ngớt. Nhưng cậu có thực sự vui? Không hề. Trong đêm Giáng sinh, khi đang làm việc, Ca đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Là Frank. Frank tán gẫu với hắn. Cậu nói, tôi đang ở phòng 3113 khách sạn XX, anh có thể đến bắt tôi. Ca không tin, nhưng đột nhiên anh ta lại cười, nói ra được tâm trạng của Frank ngay lúc này. Sống như thế này, chắc cậu cô đơn lắm. Frank lập tức cúp máy, cậu ra khỏi khách sạn, đúng là phòng 3113. Cậu không hề lừa Ca, cậu chỉ biết rằng Ca sẽ không tin. Không lâu sau, Ca phán đoán Frank là một thiếu niên đến từ New York. Anh ta bắt đầu điều tra danh sách thanh niên bỏ nhà ra đi ở New York và nhanh chóng tìm ra được thân phận thật của Frank. Ở bên kia, cậu thanh niên cô đơn Frank cũng quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Một hôm, cậu gặp được một y tá đang bị bác sĩ trách mắng. Trông cô ấy khóc vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Frank cảm thấy có chút thích cô ấy. Đúng, một tên lừa đảo chuyên nghiệp nên yêu một cô gái ngây thơ nhất trên đời. Chỉ vài câu thôi, cậu đã làm cô ấy phải bật cười. Không lâu sau, cậu lại làm giả một bằng tốt nghiệp Harvard, sau đó đến ứng tuyển ở bệnh viện đó, trở thành trưởng khoa. Vừa làm trưởng khoa vừa tán gái, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ bị thương, cậu nhận ra mình không thể chịu được. Cậu lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo. Dù sao cậu cũng chỉ là hàng giả. Không lâu sau, cậu quyết định đổi nghề, đến nhà bạn gái, phát hiện bố cô ấy là một luật sư đức cao vọng trọng. Trên bàn ăn, cậu lại bắt đầu nói dối theo thói quen. Trước khi làm bác sĩ, cháu cũng là một luật sư. Kết quả là cậu đã bị bố cô gái lật tẩy. Ông gọi Frank đến nói chuyện riêng, hỏi rốt cuộc là cậu muốn làm gì. Frank dùng một gương mặt chân thành nói với ông luật sư. I'm just a kid who's in love with your daughter. Chỉ trong chốc lát, luật sư đã chấp nhận Frank. Từ đó, ông tin những gì cậu nói, còn cho cậu làm trợ lý chánh án đứng đầu một bang. Nghi vấn lớn nhất về tên lừa đảo cực côi nhất nước Mỹ này là gì? Không phải là hắn đã lừa vô số người như thế nào, mà hắn đã gian lận thế nào để vượt qua được kỳ thi luật sư. Vì bài thi đâu thể làm giả. Đáp án sẽ có ngay sau đây. Chúng ta nghe câu chuyện của Frank đã. Bố vợ vô cùng coi trọng Frank, giới thiệu cho cậu làm trợ lý của luật sư có tiếng, còn dẫn cậu đi ăn cùng thống đốc bang. Tiếc là ngày đêm kết hôn, FBI vẫn tìm được cậu. Frank khôn khéo đã đánh hơi được nguy hiểm, nhanh chóng lao về phòng thu dọn hành lý, mở vali ra, tất cả đều là xét, không thể nào giả vờ được nữa. Cậu dọn đồ và bỏ trốn, nhưng tiếc là không thuyết phục được bạn gái đi cùng. Từ lúc này trở đi, FBI thắt chặt canh giữ sân bay Miami đến mức cao nhất. Ngoại hình của Frank đã bị lộ từ lâu, gần như cậu không thể nào trốn thoát được. Nhưng cậu ta là tên lừa đảo cừ khôi nhất nước Mỹ. Cậu nghĩ ra một chiêu, dùng thân phận phi công đến một trường đại học ở Miami, nói rằng muốn tuyển 8 cô gái làm tiếp viên hàng không. Cậu phỏng vấn các cô gái, chọn 8 cô xinh đẹp nhất, sau đó để họ vây quanh cậu đi vào sân bay. Nếu lén lút không được thì phải huênh hoang đến tận cùng. Mỗi cảnh sát FBI đi qua đều bị các cô em tươi cười rạng rỡ hớp hồn. Không ai để ý đến tên tội phạm truy nã khẩn cấp đứng ở giữa. Một phía khác, Frank cũng thuê một đám người giả thành những nhân viên khả nghi, thu hút sự chú ý của FBI, dùng kế điệu hổ ly sơn, và Frank lại một lần nữa đào thoát thành công. Cậu đi du lịch và lừa đảo vòng quanh châu Âu. Mãi đến 7 tháng sau, cậu lại bị cảnh sát ghim. Một hôm, Ca một mình đến bắt Frank. Đi vào xưởng sản xuất xét của Frank, nhìn thấy Ca, Frank không ngạc nhiên, trái lại còn rất vui vẻ. Ca nói, bên ngoài có 20 cảnh sát đang cầm súng đợi cậu. Tôi thuyết phục họ để tôi vào đưa cậu ra. Frank không tin, nhưng Ca bình tĩnh nói, đây là sự thật. Nếu cậu ra ngoài một mình, cậu sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Frank vẫn không tin, muốn đi ra ngoài. Cuối cùng, Frank cũng tin. Cậu báo Ca còng tay cậu đi. Lúc hai người ra ngoài, bên ngoài không hề có một ai. Frank cười, cuối cùng kẻ lừa đảo gian trá nhất cũng bị lừa. Không, lúc này có xe cảnh sát đến thật. Quả nhiên có rất nhiều cảnh sát áp giải Frank một cách thô bạo. Rất nhiều tháng sau, cuối cùng Ca cũng làm xong thủ tục dẫn độ, đưa Frank về nước xử tội. Trên máy bay, Ca nói cho Frank một tin xấu, bố cậu đã chết rồi. Câu này khiến Frank sụp đổ, cậu lao vào nhà vệ sinh khóc lớn. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Frank vẫn không ra ngoài. Họ phá cửa đi vào thì phát hiện bên trong trống không. Frank đâu? Cậu ta bỏ trốn từ cánh cửa phía dưới bồn cầu. Máy bay vừa hạ cánh, cậu đã nhảy xuống. Lần này cậu không trốn tội mà chạy đến bên ngoài nhà mẹ mình. Nhìn vào trong nhà qua cánh cửa sổ, cậu thấy mẹ đã có một gia đình mới, yên bình và hạnh phúc. Họ còn có một cô con gái nhỏ, là em gái cậu chưa từng thấy mặt. Frank chạy trốn bao nhiêu năm, thực ra cũng chỉ mơ đến một mái ấm thế này, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Hoặc biết đâu nếu cậu không trốn chạy, cậu lại có được thì sao? Cảnh sát đến, Frank chủ động lên xe cảnh sát, cậu không muốn làm phiền đến họ. Frank bị phán 12 năm tù. Mấy năm sau, đột nhiên Ca đến tìm cậu, hóa ra là nhờ có việc cần. Anh ta đưa một tấm xét giả cho Frank xem. Frank lập tức nói ra tên tội phạm này làm ở ngân hàng. Cậu nói ra phán đoán của mình, mỗi chi tiết chỉ ra đều vô cùng độc đáo, thực sự rất tài giỏi. Không lâu sau, lãnh đạo FBI cho Frank một công việc. Sau đó, tên lừa đảo khét tiếng của ngày xưa trở thành một trinh thám tài ba. Cậu thật sự rất bận, một đống công việc rơi xuống đầu, chưa bao giờ ngừng. Trong đầu cậu lại nảy ra suy nghĩ chạy trốn, có nên trốn không? Một ngày cuối tuần nọ, cậu lại giả làm phi công để chạy trốn. Không ngờ Ca đã nhìn thấy. Nếu cậu chạy trốn, cậu sẽ mãi mãi không có ngày đổi đời. Anh ta nói, sống trong những lời nói dối thực sự rất dễ dàng, nhưng sống như thế chỉ có trống rỗng, ngoài ra không còn gì khác. Ca không bắt cậu mà để cậu tự quyết định.
Không lâu sau, Frank quay lại làm việc. Cậu không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu biết trên đời này chỉ có Ca muốn giữ cho cậu một vị trí nào đó. Ở cuối bộ phim, Ca hỏi cậu, rốt cuộc cậu làm thế nào mà gian lận để qua được kỳ thi luật sư? Cậu nói, I didn't cheat. I studied for 2 weeks and I passed. Bạn thấy đấy, dù là tên lừa đảo tài giỏi nhất nước Mỹ cũng phải nghiêm túc học hành. Sau này, Frank Abagnale ngoài đời đã trở thành một chuyên gia chống tội phạm lừa đảo nổi tiếng thế giới. Anh ta đã thiết kế ra tấm séc an toàn vô cùng có giá trị. Các công ty trong top 500 thế giới và vô số ngân hàng mỗi năm phải trả cho anh ta hàng triệu đô la Mỹ. Một cuộc hôn nhân 26 năm, có 3 đứa con. Đúng, lừa đảo là việc dễ dàng, đường tắt quả thực rất dễ đi, nhưng mà không thể lừa đảo mà có được một cuộc sống tươi đẹp. Cuộc sống có ý nghĩa chỉ có thể do ta xây dựng nên. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn vì đã đón xem. Hãy nhớ like, chia sẻ, follow kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.